thì nhận được tin bão Trà My đổ bộ thì ngư dân cũng đã đưa tàu mình vào trong bờ để neo đậu ở vịnh, nhưng mà do sóng đã khiến cho đứt cả neo và trôi vào. Ở phía ngoài đó là các tàu đang neo đậu thì tàu này bị trôi vào trong đây. Người dân gọi cho bên lực lượng cứu hộ cứu nạn phòng cháy chữa cháy, họ đã đến tận nơi để tìm cách cứu hộ chiếc tàu này, nhưng mà sóng quá lớn cho việc cứu hộ nó bị chậm trễ và các phương tiện thì không có nhiều, cho nên tàu nó bị sóng va vào trong đá khiến cho vỡ vụn. Được biết đây là một cái tàu cá, ngư dân đã dành dụm tiền để mà đóng, cũng tốn hơn 1 tỷ đồng. Thì sau đợt hoạn nạn này thì người dân coi như mất trắng, còn tiền vay mượn ngân hàng để đóng.